Lại là một chiếc video buồn. Trên xe 6 người Việt Nam, người lái xe chưa đầy 30 tuổi. Ở Cao Hồn, xảy ra sự việc xảy ra ở Cao Hồn vào đêm ngày 28 tháng 10. Hảo, lái xe xong, các em đụng xong rồi các em rời khỏi hiện trường, bỏ lại một người đang nằm dưới đất. Hay là người ta không sao, người ta chỉ bị thương và bị gãy tay thôi. Nếu mà người ta có gì một cái là các em khờ lắm. Khi mà làm trúng người ta thì mình nên kêu xe cứu thương cho người ta, tại vì giảm được người ta. Ví dụ như là đụng xong thì tốt nhất là kêu xe cứu thương liền để có thể điều trị sớm nhất, để không thôi nó qua đi cái thời gian vàng kêu cứu giúp người ta. Mà cái tội của mình cũng đâu có tránh khỏi được. Cho nên á, bạn nghĩ, bạn nhìn lên cái camera thử xem các bạn tránh nổi khỏi không, lần tới nhà các bạn luôn đó. Và một điều nữa Vân đọc cho các bạn nghe nè, đây là cái mức hành sự, đây là cái mức do gọi là cái mức phạt này là lập ra cho người Đài Loan, và Vân nghĩ Việt Nam mình cũng không tránh khỏi. Họ quy định như thế này: nếu xảy ra tai nạn giao thông khi đang lái xe, hãy nhớ không được lái xe hoặc rời khỏi hiện trường. Nếu có người bị thương trong vụ tai nạn mà vẫn bỏ trốn khỏi hiện trường, không những vi phạm pháp luật hành sự, phải chịu trách nhiệm hành sự mà còn vi phạm các quy định liên quan. Của quy định xử phạt quản lý giao thông đường bộ thì bị phạt sẽ là 6-9 ngàn đài tệ. Các bạn nghe tới đây cảm thấy nhẹ mà đúng không? Hảo, treo giấy phép lái xe trong vòng 3 năm. Giấy phép lái xe của bạn sẽ bị treo trong vòng 3 năm. Và theo cái điều bộ luật hình sự của điều 185-4 á, người nào gây tai nạn khi điều khiển xe làm cho người ta bị thương vong rồi bỏ trốn á, sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 1 năm đến 7 năm. Vụ án được chuyển đến cơ quan điều tra hình sự bị truy tố để điều tra và lập biên bản vi phạm giao thông và tội gây thương tích rồi bỏ trốn. Cái này lập ra cho người Đài và bao gồm cả chúng ta luôn, chúng ta không bao giờ tránh khỏi. Vì thế nếu như mình lỡ đụng trúng người ta, xin hãy gọi xe cứu thương cho người ta để có thể cứu được người ấy càng sớm càng tốt. Tại vì người ấy cứu được khỏe thì cái tội của mình sẽ được giảm nhẹ, và mình cũng là một người có trách nhiệm đứng lại để lập biên bản đồ này kia đàng hoàng. Còn mình mà không, mình không những bỏ chạy, bỏ qua cái thời gian vàng cứu chữa cho người kia, thì lỡ người kia có gì, cái tội của mình sẽ tăng lên, và mình còn mang thêm một tội là cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn đó. Gây cái tội gây thương tích cho người ta xong, không phải là cố ý, vô tình hay cố ý gì gây thương tích cho người ta xong mình bỏ trốn cũng đều là một cái tội hết. Khi tham gia giao thông, khi tham gia giao thông mà mình lái xe xong rồi mình đụng chúng người ta, mình bỏ chạy, đó là một cái tội rất là nặng luôn. Vì thế cái này là họ lập ra ở xứ họ, đối với người Đài họ cũng phải tuân theo cái quy luật này, và bao gồm chúng ta cũng vậy, cũng phải tuân theo cái quy luật này chứ không bao giờ mà tránh khỏi hết. Nếu như mà camera họ, em bỏ trốn đi, camera họ lần tới nơi họ tìm được em, mà em cũng quên rằng em bỏ cái người đó ở lại đó một mình, lỡ mà người ta qua cái thời gian vàng cứu chữa thì em đã bị bắt hai tội, một tội gây thương tích và người kia đã như thế nào. Vì thế tốt nhất á, khi mà lỡ gây ra chuyện rồi hãy gọi xe cứu thương cho người ta để giúp người ta sớm bình phục càng tốt, tội của mình sẽ nhẹ hơn. Và hy vọng mượn cái video này, xin hãy gửi lời đến, Vân sẽ gửi lời đến các tất cả các anh chị em, nhất là các anh đang làm ở Đài Loan. Nếu mà thứ bảy chủ nhật chúng ta có tụ tập ăn uống gì thì hãy tụ tập tại nhà, ăn xong rồi chúng ta đi ngủ, không nên đi xa, không nên uống xa, mình ngủ tại nhà người ta luôn, tỉnh rồi mình về. Còn không nữa thì mình ngồi xe taxi về, đừng nói nhà tôi kế bên, nhà tôi sát bên, tôi chạy xe cái vèo về tới nhà. Đừng, ở bên này chỉ cần một ly thôi, nồng độ là thổi ra được rồi. Chỉ cần một ly mà ly nhựa bên này, ly nhỏ nhỏ vậy nè, một ly thôi là đã thổi ra được nồng độ rồi. Vì thế, xin hãy, bây giờ chắc là người ta quản lý chặt chẽ hơn rồi đó. Bây giờ bắt đầu người ta quản lý chặt chẽ, bây giờ ở đây bên này người ta đã bắt đầu nói rất là nhiều luôn rồi. Và cái video này đã đăng lên trên TV của họ rồi, đăng lên thời sự của họ rồi, và rất là nhiều người Đài, có nhiều người vô bảo vệ chúng ta thì nói những lời tốt cho chúng ta. Nhiều người người ta không bảo vệ chúng ta sẽ nói những lời gay gắt và đề nghị rằng phải xử lý mạnh mẽ với những người như chúng ta, như những người đã gây ra thương tích cho người khác rồi bỏ chạy. Như vậy là sẽ rất ảnh hưởng đến người Việt mình tại nước ngoài luôn. Có biết rằng là
chúng ta có rất là nhiều anh chị em rất là ngoan, người ta đi làm ở bên này, người ta cố gắng đi làm ăn, nhiều lúc người ta đi về người ta không dám đi đâu hết, vì người ta lỡ bất hợp pháp rồi, người ta cố gắng núp để mà làm kiếm tiền là được rồi, rồi người ta ngoan, người ta ở trong nhà, người ta ăn được cái gì người ta ăn, người ăn rất là không phải không dám đi ra ngoài tụ tập với ai hết, thậm chí họ buồn, họ nhớ nhà, họ cũng không dám về, họ cố gắng để vươn qua. Mà có rất là nhiều người sống thoải mái quá lại quên đi trách nhiệm của mình. Cho nên là không cần biết là chúng ta, nhiều lúc Vân nói nha, chiếc xe đó là Vân biết là chiếc xe đó là xe công ty, xe mượn. Xe mượn mà nhiều lúc mà cái xe, cái tính nết xe nó mình chưa biết. Mượn cái xe của người ta mà cái tính nết của cái xe đó nó hung dữ hay là nó lệch cạch như thế nào ta chưa biết. Xe đó cũ hay mới ta chưa biết, người ta leo lên ta dám chạy thì cũng ngoan lắm. Dám chạy chiếc xe của người khác cũng là một cái phải nói là gan dữ lắm luôn á. Phải nói mỗi một chiếc xe có một cái tính, và cái tính đó chỉ người chủ đó biết thôi. Lỡ mà mình mượn xe người ta khác mà mình chưa biết cái tính của cái xe đó, mình chạy cũng không chừng, lỡ có chuyện gì mình cũng không thể khống chế được đó. Cho nên xe mình chạy, xe người ta mình ít mượn lại. Mà ít nhất là không nên mượn lúc mình đã có uống rồi. Không nên mượn xe của người khác, vì xe của người khác cái tính xe chỉ có người chủ đó biết thôi, mình không biết được. Mỗi một chiếc xe có một cái tính tình, mọi người chủ đó biết thôi. Cho nên là chúng ta sau này nếu mà có ăn uống gì thì hãy ngủ lại, hoặc là ngồi xe taxi về, hoặc là uống tại nhà mình, uống xong mình đi ngủ, không gây khó dễ gì cho ai. Và tốt nhất không nên uống quá 10 giờ đêm này, tại vì bên này đụng cái là gọi điện lầu trên lầu dưới nghe ồn là người ta gọi điện ngay. Người ta gọi điện tại ồn, người ta còn phải nghỉ ngơi. Lầu trên lầu dưới người ta cần phải nghỉ ngơi để mà ngày mai người ta còn đi làm. Nhiều gặp phải cái lầu dưới người ta khó tính, người ta lại gọi điện thoại, người ta báo công an, lại tới nhà lại phiền phức cho. Cho nên xin hãy ngoan một tí xíu. Nếu không thôi chúng ta càng ngày càng khó sống ở nước này. Mình đang sống nhờ người ta mà, mình đang sống nước người ta, mình đang cố gắng để kiếm tiền để vươn lên mà. Cho nên chúng ta cố gắng ngoan để anh chị em ở nơi đây, nhất là mấy anh chị em bất hợp pháp, mình thay lời cho mấy anh chị em bất hợp pháp, cầu xin các bạn á, cầu xin mọi người mà có đang sống rất là thoải mái luôn, xin mắt can hãy nghĩ về những người bất hợp pháp một tí xíu, họ rất là cực khổ rồi, xin hãy thương họ một tí. Họ đừng có nói là ôi hết duyên ta về, cái câu này đừng mở mượn cớ câu này nữa. Mình thấy người nào cũng mượn cớ hết duyên ta về, rồi lại có duyên lại không biết tạo ra cái duyên cho nó nhiều hơn, bởi vì buồn ghê vậy đó à.